Em khỏe. Anh thấy em á, tươi trẻ vậy là em khỏe rồi đó. Sao, anh thấy em giống trong hình không? Trời ơi, em đẹp hơn ở trong hình nhiều. Nhìn cái mặt á là biết không có Photoshop rồi. Bảo đảm với anh là người thật việc thật luôn á. Em makeup không có đậm luôn á. Cái ạp cũng chân thật nữa, không có ảo đâu nha. Anh sợ mấy cái áp áp. Liễu ơi, ai cũng nói em là đẹp hơn ở trong hình hết trơn. Liễu, tôi có cặp dưa đẹp lắm. Em ơi, biếu Liễu để chưng Tết. Thì đó, em cũng vậy á. Sống một mình nó cực dữ lắm anh ơi. Cực lắm em ơi. Anh ở bển cũng một mình hả? Lâu nay anh cũng sống một mình là cô đơn dữ thật luôn à. Vậy là mình đồng cảnh ngộ rồi anh ha. Liễu, đồng cảnh ngộ với nhau dễ lắm. Tôi có cặp dưa đẹp lắm. Biếu Liễu để chưng Tết. Em ơi, em đó biết đi không? Đây đó. Ở bên này nhiều đêm á, anh đập dạ. Nhiều à, em biết chứ anh à. Trời ơi, anh biết xong ở bên đó nó lạnh lắm. Em nghe người ta nói đó. Lạnh bạc cố. Liễu đang nói chuyện với ai vậy? Bạn trên mạng mới quen. Trai hay gái? Trai, độc thân duy tính ở Canada. Ừ. Anh thấy cảnh đẹp không? Vườn nhà em đẹp quá trời, anh thấy không? Đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn á. Đó 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 đó. Thấy không? Ê, cái gì vậy? Ê nè 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 nè. Nói biếu à, cho người ta tự nhiên đem về vậy? Kêu trai bên Canada gửi dưa về đặng chưng Tết ha. Trời ơi.